xin chào, kính chào khán giả của đài truyền hình SCT Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 247 của Đỗ Dũng thưa quý vị hôm thứ hai vừa qua tối cao pháp viện đã đưa ra một phán quyết có thể nói là rất quan trọng và có thể ảnh hưởng vào cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11 tới đây đó là bầu cử của tổng thống đó là họ nói rằng tiểu bang có quyền trừng phạt hoặc phạt những đại cử tri mà không bầu theo ý của tiểu bang trong cuộc bầu cử của tổng thống À, cái này là quan trọng như nào? Nó hơi rắc rối, tôi phải giải thích cho quý vị. Thì thưa quý vị, trước khi giải thích thì tôi đọc cái phán quyết của Tòa tối cao pháp viện, họ nói như thế nào? Như vậy là họ nói rằng là tiểu bang, uh, nào những ứng cử viên tổng thống nào thắng cái phiếu phổ thông của tiểu bang đó, thì quý vị biết rồi, theo thể thức bầu cử của Mỹ là được lấy hết toàn bộ phiếu cử tri đoàn của cái tiểu bang đó. Và sau khi bầu cử thì những cái, cái, cái đảng nào thắng của tiểu bang đó đó, họ chọn ra một số đại cử tri tương đương với số phiếu đó để đi bầu à, lát tôi sẽ kể tiếp thì những người này bắt buộc phải bầu theo cái cái đảng nó thắng chứ không được bầu khác và trước đây có hai trường hợp ở tại tiểu bang Washington và tiểu bang Colorado vào năm 2016 họ định bầu cho bà Clinton à, thay vì ở trong Trump vậy đó thì họ bị trừng phạt thì giờ họ kiện lại lên tôi pháp viện thì tôi có pháp viện hôm thứ hai vừa rồi họ đưa ra cái phán quyết là 9 euro tất cả chín người thẩm phán đều đồng ý là tiểu bang có quyền đó à, phạt như thế nào thì tùy theo mỗi tiểu bang thường thường đó à, tôi nhớ năm 2016 có ông Việt Nam bên tiểu bang Georgia của đảng Cộng hòa ông được chọn nhưng mà ông nói tôi mà đi tôi sẽ không bầu trong Trump. thì sau đó cái đảng Cộng hòa của tiểu bang Georgia họ thay cái ông này bằng một người khác à, thì đây là cái trường hợp mà nó gọi là Hamilton Electors Hamilton Electors là một cái người mà những cái người mà 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 gọi là họ 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 không muốn bầu theo cái đảng mà họ bầu theo cái cái gọi là cái cái quan điểm của họ cái niềm tin của họ thì cái này đúng với lại cái hiến pháp của mỹ không à, quy định ngày xưa các nhà lập quốc của mỹ họ biết như thế này họ quy định bầu cử tổng thống này là anh bầu không phải theo phiếu phổ thông ví dụ nước mỹ có 100 triệu người đi bầu anh nào thắng 50 triệu cộng một phiếu là thắng mỹ không tính cái đó Mỹ chỉ tính cái phiếu phổ thông ở tiểu bang Đấy không và tiểu bang nó cử người đi bầu thì ngày xưa các nhà lập quốc họ viết hiến pháp là gì? tức là người dân người ta cho rằng lúc đó còn mù mờ bởi chính trị không đủ tư cách và trí suy si tuệ để bầu một tổng thống cho nên những cử tri này bầu ra đại biểu nó gọi là đại cử tri và những người này đi bầu tổng thống bởi vì những người này là những cái người mà có trình độ hơn và họ được cử tri gửi gắm, ok anh hoặc chị hoặc bà ông gì đó cô đại diện cho chúng tôi để đi bầu tổng thống cho chúng tôi, chúng tôi không đủ trình độ để bầu. Đó là cái nguyên thủy của hiến pháp Mỹ như vậy. Thì dần dần bây giờ nó thay đổi. À, thay đổi thì một số tiểu bang họ nói là ông anh phải bầu theo cái tiểu bang của tôi. Ví dụ tiểu bang California dân chủ thắng hết lấy hết 55 phiếu cử tri đoàn thì 55 người đó phải bầu cho đảng dân chủ phải bầu cho ứng viên tổng thống của đảng dân chủ thì đúng hơn ví dụ ông Joe Biden vào ngày 3 tháng 11 ông thắng tiểu bang California 55 người đó sẽ được đảng dân chủ tiểu bang California chọn và sau ngày bầu cử họ sẽ phải đến thủ phủ Sacramento bỏ cái lá phiếu đó vô trong cái thùng phải 55 phiếu đó phải bỏ hết cho dân chủ nha rồi những cái phiếu đó sẽ được gửi đến quốc hội Và đến một ngày nào đó Sau cái ngày mà bầu như vậy Tất cả 50 phiếu Phiếu của 50, uh, phiếu đại cử tri của 50 tiểu bang Cộng với thủ đô Washington DC Được gửi về cho Hạ viện Và chủ tịch Hạ viện sẽ mở cái hộp đó ra và đếm Đến lúc đó mới xác định Cái số phiếu này Ai được bao nhiêu phiếu cử tri đoàn Tuyên bố người đắc cử tổng thống Và đến tháng Giêng Cái người đó đắc cử sẽ ra tuyên thệ Thủ tục nó đi là như vậy thế nhưng bây giờ lật lại cái, cái 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 gọi là cái cái lịch sử đó Thấy không thì rõ ràng nó sai bởi vì sao ngày xưa các nhà lập quốc bảo ra những người này là họ có quyền bầu theo ý của họ đúng không cử tri không bầu được bảo thư tôi không hiểu ông nào bầu như thế nào tôi bầu cho ông Dũng ông Dũng đại diện tôi ông Dũng đi bầu thì lên đó ông Dũng mới biết ứng cử viên nào tốt cho đất nước thì ông Dũng mới bầu nhiều khi cái người đó nó không đúng cái người cử tri muốn đúng không nhưng bây giờ nó thay đổi cử tri bảo không anh phải bầu theo tôi thành ra có một số trường hợp họ không bầu theo đảng và họ lên họ bầu theo người khác đã có chuyện nó xảy ra trong một hai trường hợp thì nó gây tranh cãi thì bây giờ tối cao viện nó bảo là tiểu bang có quyền làm cái điều đó một đó là họ thay cái người elector tức là đại cử tri hai á là họ có thể phạt nếu người đó sau khi chọn đi mà bầu khác họ phạt phạt gì đó mình không biết và họ có quyền phạt cái điều đó và chắc chắn cái kỳ tới là cái người đó sẽ không được cử đi để đại diện đó. bởi vì thưa quý vị những cái letter tơ này những đại cử tri này đó là họ là những người có công với đảng cộng hòa hay đảng dân chủ họ hoạt động lâu năm nghĩa là nói chung là những cây cổ thụ mà đối với những người này được cầm cái lá phiếu để bầu chọn tổng thống hoa kỳ có bao nhiêu người? có 538 người từ nước Mỹ thưa quý vị. nước Mỹ là hơn 300 triệu dân mà chỉ có 538 người được đi bầu làm chuyện đó bởi 538 người đại diện cho 538 cái phiếu đại cử tri. phải nhắc lại quý vị chút xíu, phải không? Mỹ có 435 dân biểu chia cho các tiểu bang, mỗi tiểu bang nhiều ít tùy theo dân số. California đông thì được 53 cái ủa wow, mình thấp nhất anh bao nhiêu dân biết tệ nhất tối thiểu anh phải được một phiếu. một một dân biểu. Thấy không? Là 435 dân biểu nó chốt con số đó. Sau này nước Mỹ có tăng dân bao nhiêu, tiểu bang có tăng dân bao nhiêu không thành vấn đề, cứ 535 đó. Đó lý do tại sao mà cứ 10 năm người ta phải thống kê dân số để coi tiểu bang nào nhiều thì tiểu bang nó mới được nhiều ghế ở hạ viện, anh nào ít thì tôi lấy bớt ghế đi, đúng chưa? Là 500 435 cộng với 100 thượng nghị sĩ của 50 tiểu bang lớn nhỏ thì anh có hai phiếu hết, hai dân hai thượng nghị sĩ tương đương với hai phiếu. Đúng chưa? Là tổng cộng là là anh 535. Riêng cái thủ đô Washington DC đó, họ không có quyền bỏ phiếu ở quốc hội. Họ có đại diện ở hạ viện, họ không có đại diện ở thượng viện. Nên quý vị nào mà ở DC quý vị hay thấy người ta chạy xe có bảng số tắt tắc khuất ra down representation, đóng thuế mà không có đại diện. Đó. Cho nên kỳ vừa rồi hạ viện mới tính là bỏ phiếu cho họ trở thành một cái tiểu bang thứ 51 đó, nhưng mà không xong bỏ rồi mà hạ viện thượng viện họ không kè thì cái anh Washington DC đó mặc dù anh không có được bỏ phiếu ở tại thượng viện và hạ viện nhưng mà anh được ba phiếu cử tri đoàn thành nhân 545 cộng với ba anh 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 xin lỗi quý vị 535 cộng với ba anh này nữa là 538 mà 538 đó mà chia đôi nó là 269 thành ra anh nào mà được 270 là anh đã thắng Đấy chưa? Bây giờ nó nói vậy là quý vị hiểu rồi. Bây giờ trở lại vấn đề. Đó. Tại sao này nó quan trọng, nó quan trọng. Trong quá khứ đã có những trường hợp có người bỏ khác cái đảng. Họ không quan tâm. Bởi vì sao? Nếu Ông A thắng ông B với cái margin lớn, thắng landslide, gọi là thắng landslide, thắng lớn đó. Ví dụ 4, 538 mà thắng có gì 400, anh kia có 138 mà, mặc kệ trong 400 anh của tôi chục anh là đào ngũ đi qua bỏ cho anh kia tôi vẫn ít nhất là đủ 270 tôi vẫn là tổng thống trừ khi nó đi đi hết là cái 400 mà nó 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 đi độ chừng là 231 thì tôi còn có hai bao nhiêu 131 thì tôi còn có 269 thì là tôi kẹt đúng không Nếu 131 anh đào ngũ là kẹt đó. thì 130 đầu ngủ tôi cho cho đầu ngủ luôn, cho qua bầu mình đối thủ luôn, tôi vẫn có 270. Mà đối thủ nhiều lắm 269 thôi. À 268 thôi, không, đó. Thành ra đó, họ mới sợ, chứ tại sao bây giờ nó lại là quan trọng? À, tại sao cái kỳ này phán quyết này nó quan trọng trong cuộc bầu cử tới đây? Nó có lý do nó. Lý do đó là gì? Xin quý vị đừng rời màn hình SCT. Chúng tôi sẽ trở lại đề tài này sau ít phút thông tin thương mại. quý vị đến màn hình của kênh hình SCT sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình thời sự 247 tôi đang nói về cái phán quyết của tối cao pháp viện hôm thứ hai vừa rồi cho phép tiểu bang có quyền phạt hoặc là có hành động gì đó đối với những đại cử tri mà không bỏ phiếu theo cái đảng của tiểu bang nó muốn trong cuộc bầu cử của tổng thống và tôi đã giải thích cho quý vị hết cái chuyện cử tri đoàn như nào vẫn vân vân không không thế bây giờ tại sao phán quyết này nó vẻ quan trọng trong năm nay à đây là, nó là cái chuyện này bởi vì tình hình hiện nay thưa quý vị giữa ông Joe Biden và ông 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 Donald Trump mình nói một cách gọi là công tâm mà đúng cho nên phút này chưa biết ai thắng ai thua những ai bảo là ông Trump sẽ thắng ông Biden sẽ thắng đó là mình nói cảm tính thôi ok không thể nào biết được ai sẽ thắng sau ngày bầu cử mà kỳ bầu cử năm nay đó người ta còn dự đoán đó, là có thể trong đêm 3 tháng 11 chưa biết kết quả đó. bởi vì quý vị nên nhớ nhé phần lớn là họ dự đoán trong cái gọi nó gọi là là là, là polling exit poll tức là những người cử tri người ta đi ra hỏi người ta bầu bao nhiêu mà họ dự đoán là ai thắng chứ còn thường thường kết quả chính thức là mấy ngày sau nhưng mà thường thường nó không khác bao nhiêu nó khác con số nhưng mà cái sự kiện vẫn khác ví dụ người ta một người ta dự đoán là ông trâm thắng thì mấy ngày sau vẫn là ông trâm thắng nó chỉ có một vài trường hợp nghĩa là thay đổi nhỏ mà trong khoảnh khắc là ví dụ năm 2000 ban đầu tôi bảo là ông go thắng mà sau đó ô oh, bút thắng thế không chừng cho hiếm hiếm khi xảy ra nhưng mà nó xảy ra trong thời gian ngắn đó. còn thường nó nói ai thắng thì thường là người đó thắng thế không thế mà năm nay nó có một cái chuyện á, là có thể covid 19 nó kéo dài và người ta sẽ phải bầu bằng thư và khi bầu bằng thư đó thì có thể tối 3 tây tháng 1 chúng ta sẽ không biết kết quả nếu cuộc đua nó sát nút mà tôi cho rằng nó sát nút hiện nay ông joe biden có dẫn trước bao nhiêu điều nó chưa chắc bởi vì ba bốn tháng ông trump có thể thay đổi tình thế mà cũng có thể ba bốn tháng sau là ông trump có tweet, 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 tweet ra là ông, ông cứ tweet cái nào là ông ông Joe Biden có phiếu cái đó người ta biết rồi thế vì chúng ta không biết chuyện gì xảy ra hết à. thành ra có thể là ngay cái đêm đó ta không biết kết quả rồi bây giờ sau khi biết kết quả có thể kết quả sẽ rất sát nút à bây giờ tôi nói giả sử đi nha giả sử ông Trump thắng 270 phiếu cử tri đoàn ông Joe Biden 268 có phải là 538 quý vị đúng không nhưng mà nếu ngày cái ngày mà đi bầu đó ở cái tiểu bang của họ đó chỉ cần một một thôi nhá hoặc hai nếu mà hai đại cử tri họ đổi ý họ không bầu trong trump họ bầu trong joe biden cho dù sau đó đảng phạt làm gì làm tôi bầu mà cái lá phiếu đó phải được tôn trọng nha à, bởi vì tôi là đại cử tri mà thì có phải ông trump mất hai phiếu không là hai còn có 268 tự nhiên ông joe biden đang 268 270 trăm sáu mươi tám hai trăm bảy mươi vô định làm tổng thống Quý thấy chưa? Tức là chứng tỏ là gì? Có hai người sẽ có thể quyết định cái cuộc bầu cử của cả nước Mỹ hơn 300 triệu dân. Đúng chưa? Đây tôi nói cái chuyện này là có thể, tôi, tôi nghĩ là khó có thể xảy ra. Nhưng về mặt lý thuyết mình không thể loại trừ nó. Không có gì không thể loại trừ được, không có gì mà mà, mà không có thể xảy ra hết. Đúng không? Đó là một trường hợp. Có nghĩa là gì? Hai người quyết định toàn bộ cuộc bầu cử. Cái này hơi nà ná giống năm 2000. 2000 quý vị biết năm 2000 mấy người bầu 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 tổng thống không? Có 9 người ạ. <laughs> Tại chín người tôi có học viện Ra lại ngưng đếm phiếu ở Miami Dade Cao Ti Vì ngưng như vậy cho nên ông Bút còn mới thắng là ông El go thua Thấy không? Bởi vì thắng cái Florida lúc đó đâu Tôi nhớ là khoảng 20 hay 19 phiếu cử tri đoàn đó, Tự nhiên ông Bút đang đang có 269 đó. Ông thắng cái Florida Nếu tôi nhớ khoảng 25 là, Tự nhiên ông vọt lên 700 mấy Ông thắng ông ông Có chín người bầu ra chín người bầu năm người ủng hộ bốn người phản đối luật mỹ là vậy thôi biết sao kỳ này có thể là chỉ có hai người thôi mà hai người đó còn đỡ <laughs> cái đó còn đỡ tôi tôi cho lý thuyết luôn nó nói lý thuyết luôn nó mà nói cho hết tức là trong trường hợp đó ví dụ ông trump 270, ông joe biden 268, hai người đào ngũ qua ông joe biden ông joe biden hai trăm ông trump 268, trăm sáu mươi chuyện đó dễ trường hợp này mới chết nè ông trump đang 270, ông joe biden 268, chỉ có một người đào ngũ với ông Trâm nhảy của ông Joe Biden đây ông Joe Biden bước 269 ông Trâm cũng được 269 hai bằng nhau hai bằng nhau thì sao đấy? đó cái đó cũng là cái mà có thể xảy ra thì thưa quý vị tôi nói 269 có đúng không ta không nếu như vậy là không đúng nó phải là 270 bên kia là 269 mới đúng tôi tôi đại khái nó là 538 đúng rồi đúng rồi đúng rồi cho nó đúng rồi Thế hai ông là hai nữa thì không biết sao đấy. Ôi, nó khủng hoàng, khủng hoàng, chính trị ghê lắm. Không biết ông nào làm tổng thống. Thôi chắc là hai ông làm tổng thống cùng lúc nữa. Hai ông không được luôn. Không được làm tổng thống bởi vì hai hai trăm bảy mươi mới được làm tổng thống. Hai là đi chỗ khác chơi. Đó. Thì cái đó là cái chuyện mà phán quyết của tối cao viện ông thứ hai vừa rồi. Nó có thể có cái tầm quan trọng rất lớn. Có thể thôi. Mà nếu chỉ điều đó nó xảy ra thì thưa quý vị ngoạn mục vô cùng, ngoạn mục vô cùng. Rồi bây giờ qua một cái chuyện khác cũng buồn cười không kém. Tôi có thấy một số khán giả khó chịu tôi khi nhắc tới cái đầu gối ông Sovin mà giờ không nhắc ông được Cũng tại vì đầu gối mà bây giờ xảy ra chuyện này Quý vị thích kéo tượng trong thời gian qua tùm lum là đến độ mà Tổng thống Đô Trâm đã phải lên chửi Có thể nói là ông chửi luôn những người này là những kẻ vô chính phủ Những kẻ cực tả, những kẻ phá hoại, kéo tượng đài, xóa bỏ văn hóa của ta vân 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 Ok Nhưng thưa quý vị hôm thứ hai vừa rồi một người Cháu gọi là hậu duệ thứ thiệt của ông Tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ là ông Thomas Jefferson. Ông này tên là Lucian T. de Fort Viết một bài ở trên báo New York Times. Ông viết cái này mới ghê. Ông đề nghị, ông đề nghị rời cái tượng của ông Thomas Jefferson. Ra khỏi Jefferson Memorial ở kế tài đồ Beijing, ở ngay thủ đô Washington DC. Đây, đây là một trong những cái nơi mà người ta đến thăm nhiều nhất đặc biệt là tháng tư khi ta đến xem hoa anh đào nở ta đến người ta ca cái chỗ này luôn người ta thăm quý vị biết Washington DC đó những quần thể của Washington DC nó có những nơi rất đẹp thứ nhất là tòa ốc không kể rồi nhưng mà các cái tượng đài đó phải nói là thép bút chì tức là tượng đài Washington Monument rồi Abraham Lincoln Monument và Thomas Jefferson Memorial rồi kế thù, Thomas Jefferson còn có cái của ông Franklin Roosevelt nữa mà ông Thomas Jefferson là cái ông tổng thống thứ ba và là người đã viết ra các bản hiến pháp phổ Hoa Kỳ. Mọi người đều bình đẳng. Bây giờ tại sao mà con cháu ông kêu đem chỗ khác? Họ nói là như này, ông này biết là nên mang về cái miếng đất ở thành phố Monticello ở tiểu bang Virginia của ông Thomas Jefferson thì đừng để đây nữa. Mà ông nói rằng nên để cái tượng của bà Harriet Tubman. Bà Harriet Tubman là cái bà mà ngày xưa giải phóng nô lệ. Bà trong cái thời chiến bà thường đem nô lệ đi cho các bà đưa lên chất lấy các chiếc xe lửa để chạy đi trốn về phía bắc đó thì ông thomas jefferson quý vị biết rồi trong quá khứ ông từng làm sở hữu 600 nô lệ và ông có sáu người con với lại bà sally hemming sáu người con bà sally hemming bà sally hemming là nô lệ nhưng mà khi ông chết trước khi ông chết đó, ông chỉ giải phóng cho gia đình bà sally hemming thôi còn lại nô lệ khác ông bán để trả nợ thành ra bây giờ lịch sử nó cũng coi như là đối với những người da đen họ cho rằng họ vẫn khó chịu với cái tượng này và bây giờ chính người nhà của ông hậu duệ của ông đang kêu gọi là làm ơn đưa cái tượng đi chỗ khác mà nên để cái tượng khác của hay hơn cái này nó cũng sẽ gây tranh cãi giải pháp này tôi không nghĩ là giải pháp tốt nhưng mà ít nhất quý vị thấy từ cái đầu gối của so Vietnam đã làm thay đổi và đây có lẽ là cái đề nghị đầu tiên mà liên quan đến một trong những cái tượng đài quốc gia của mỹ Quý vị nên nhớ Jefferson Memorial là do sở công viên của Bộ Nội vụ của Mỹ quản trị. Nó không phải là một tượng đài bình thường như các tượng đài khác. Nó nằm trong cái quần thể National Mall. Một cái vùng rất là đẹp của thủ đô Washington DC. Theo quý vị nào đến đó quý vị biết. Nhất là cái mùa tháng 4 đi coi anh đào mà nhìn cái cảnh đẹp vô cùng. Nhiều người tôi đến đây tôi khoái ngồi bức thềm. Đó. Tôi ngồi ngồi bậc thềm. á, Nhìn xuống cái hồ Tidal Basin. Trời ơi vịt nó đi nó đẹp ghê lắm vô có cái tượng ông Thomas Jefferson mà giờ không có Mai mốt có cái Nếu mà có cái tượng của cái bà Harris Tobin mình thì sao đấy à, Hôm trước tôi có nói về tượng quý vị nghe rồi Người Đức người ta đề nghị đó Một đó là anh em cất đi Và cái ông cháu này của ông Thomas Jefferson đề nghị là mang về Monticello Để trong đó hay hơn Chứ đừng có để ở ngoài Để ở ngoài sẽ sớm muộn cũng sẽ có người họ Phá hoại họ xịt sơn vân 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 người đức họ đề nghị. một là anh đem vào trong vườn hoặc là đem vào bảo tàng hai đó thì là anh phải làm thêm những cái tượng là ông này từng có nô lệ như thế nào đối xử với nô lệ như thế nào có vợ là nô lệ ăn ăn vụng với nô lệ như thế nào sáu người con nó phải có sáu cái tượng vẫn nó vẫn vẫn nói hết lịch sử còn nếu không nó sẽ con người ta nó sẽ bị cứ cứ bây giờ cái chuyện này là cái chuyện nước mỹ nó gây tranh cãi vô cùng luôn và nó chưa chấm dứt chỉ vì cái đầu gối của Darasovin và thêm cái là xăng đổ vô nữa thành ra bây giờ người ta lục lại hết quý vị thấy không tượng Christopher Columbus rồi bị kéo vào, 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 kéo ngay ngày lập quốc của Mỹ bị ghê chứ à, thì đó là những cái chuyện mà đáng chú ý trong tuần kể cho quý vị nghe cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình lần sau